Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi các bạn đã đến với video tổng hợp Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Trong video lần này thì mình sẽ tổng hợp những tin tức có liên quan đến chú Run 2 sợ bài sắp ra mắt trong khoảng thời gian tới. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta đã có một cái thông báo rồi các bạn nhé, và sẽ sớm thôi chú Run mà chúng ta đã mong chờ từ rất là lâu rồi, đại diện cho dòng Spy 2 Spy sẽ xuất hiện trong thời gian tới các bạn nha. Ok. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ vừa lại tổng hợp những thông tin về chú rồng 2 Spy mới nha các bạn. Với tên gọi của chú rồng này thì nói chung cũng khá là khó đọc. Nếu như mình có đọc không đúng thì các bạn cho mình xin lỗi. Chú rồng này sẽ là 2 Spy Rhinodilo. Đấy, nói chung là nghe tên thì giống như là tên của một chú tê giác đấy các bạn. Spy tê giác, wow. Và bộ hệ của chú rồng này sẽ gồm có hệ linh hồn của rồng, hệ Legan, hệ World và hệ băng giá nha các bạn. Với bộ hệ này thì đầu tiên mình nhìn vào mình đã có một suy nghĩ, đó là khá là tiếc vì chú rồng của chúng ta không có hệ Dream giống như là chúng ta mong chờ các bạn á. Mà thực sự chúng ta rất mong chờ về chú rồng 2 Spy luôn, bởi vì mình đã có hai chú rồng Spy có skin rồi các bạn, và cũng muốn sở hữu là full dòng Spy. Tất nhiên là Spy 1 và Spy 2 chúng ta có khả năng là sẽ nâng lên level 5 sao, nhưng mà chú rồng Spy cuối cùng khi mà lấy được ở trong box thì chưa chắc gì đã có thể nâng được lên 5 sao, nhưng mà vẫn muốn là có trọn bộ. Cho nên là chú rồng 2 Spy chúng ta đã nhắm đến là sẽ có chú rồng này 5 sao level 70 rồi đó các bạn ạ. Thì mình rất là mong chờ hệ của chú rồng này sẽ giúp cho đội hình của chúng ta có thể là bù đắp vào những chỗ thiếu hụt. Nhưng mà với hệ linh hồn của rồng thì chúng ta đã có chú rồng trước đó là 2 Orcana rất mạnh rồi. Đó cũng là một chú rồng Helric chính team của mình và đang là chú rồng Helric mạnh nhất trong đội hình của chúng ta, thì cũng đã có hệ linh hồn của rồng rồi, mà chú rồng này cũng có hệ linh hồn của rồng luôn, thì thành ra nó là một cái điều gì đấy mà mình cảm thấy khá đáng tiếc các bạn. Nếu không phải là hệ Dream thì có thể là một cái hệ ngoài không gian nào đó khác mà chúng ta vẫn chưa có gọi là nhiều tâm sự vào trong đó, phải không các bạn? Đấy, nhưng mà thôi, đã lỡ như vậy rồi. Còn với hệ tiếp theo là hệ Legend thì dường như chú rồng Spy nào cũng có hệ Legend ở vị trí thứ hai các bạn ạ. Đấy, thì chắc là mình sẽ tìm hiểu qua những thông tin khác để sẽ có bù đắp lại cho cái sự tiếp nối này không nha các bạn. Và ngoại hình của chú rồng này thì các bạn cũng đã thấy rồi, ngoại hình giống như một chú tê giác. Ô không, ngoại hình giống như một chú bỏ hung các bạn nhé. What? Gọi là sừng thì sừng tê giác rồi đó, nhưng mà mình có cảm giác rất là giống bỏ hung luôn các bạn. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Nhưng tạo hình thì cũng khá là đẹp vì kiểu mà tròn tròn vuông vuông rồi nói chung là cảm giác như là trong siêu thú đấy các bạn ạ. Có gọi là siêu thú bỏ hung để mà ghép thành robot vậy đó, thì cảm giác ngoại hình khá là ok đấy. Và chú rồng Spy này thì nói chung là chúng ta cũng gọi là có skill đặc biệt và hai skill đặc biệt nha các bạn. Đó là những skill nào? Wow, nhắc đến dòng Spy thì chắc chắn phải có cho mình, đó là skill thứ nhất ở vị trí đầu tiên của hệ linh hồn của rồng, sẽ là skill giúp cho chúng ta có thể gây đam lên đối thủ. Đấy, gây đam là một cái quan trọng nè. Rồi sau đó tạo chúng ta một cái kim để mà có thể là protect các bạn nha, bảo vệ cho người sử dụng. Và sau đó sẽ phản lại những cái gọi là đòn đánh từ bên đối thủ, nói chung là về lại cho đối thủ đây các bạn nhé. Giống như là chúng ta đã biết ở những chú rồng như là ngựa thép gai hoặc là cua thép gai, chúng ta đánh vào đối thủ, sau đó thì đối thủ đánh vào mình sẽ bị phản sát thương. Ui rồi ôi, và mức độ phản sát thương ở những chú rồng Legend sẽ là mức độ khoảng tầm là gây sát thương từ 60 này, còn đối với lại chú rồng là ngựa đấy các bạn thì sẽ là 90 ở việc không có sự kinh nha, và phản lại sát thương thì nó cũng nằm ở mức là 90 không có sự kinh. Còn nếu như có sự kinh thì sẽ tăng lên cái lượng sát thương gây ra sẽ là 110 và phản sát thương là 120%. Kể cả chú rồng cua thép gai cũng có sự kinh cũng tăng lên 110 rồi các bạn á. Không biết là lúc chưa có sự kinh đã được tăng lên cái đòn đánh là 90 chưa, nhưng mà lúc mình test là chỉ có 60 thôi các bạn á. Thì với chú rồng này chúng ta cũng có thể là đoán ở trong cái tầm mức đấy, nhưng thường thường là những rồng Helric sẽ làm một cái gì đó nó khác đi các bạn, có thể được nâng cấp mạnh hơn hoặc có thể là chỉ mạnh hơn khi có skin. Wow, nói chung là cũng là một điều đó để mà chúng ta mong chờ đấy các bạn á, chưa có thông số cụ thể nha. Và với skill thứ hai,
mình lại có một thắc mắc các bạn nhé. Skill thứ hai này đọc ra nó sẽ là đam lên đối thủ, ở gọi là kiểu là lượng đam dư chúng ta sẽ gọi là gây cho đối thủ tiếp theo đấy. Thì skill này vô tình nó lại giống y chang như skill của chú rồng ngửa thép gai luôn. Ủa là sao? Ủa, hai chú rồng ta gọi là có skill hai giống nhau, skill một cũng giống nhau. Ồ wow, chúng ta cần phải loát lại cái thông tin này các bạn ạ. Thì không phải là chưa có trường hợp này xảy ra, nhưng mà trường hợp này nó chỉ xảy ra khi mà cả bốn chú rồng hay là tám chú rồng đều có skill giống nhau ở bên đây bên kia thì tổ hợp lại giữa hai cái. Nhưng mà đây là bốn chú rồng sờ bay thì trong đó có hai chú rồng và ba chú rồng rồi các bạn, có skill hai khác nhau rồi, mà chúng ta lại gọi là chú rồng Helric lại có skill này giống chú rồng người tiếp gai là sao? Ít ra phải có một cái skill gì đó đang đổi mới, như là không có đánh giật giật, không có chuyển đổi khi mà đánh xong đối thủ rồi, kiểu là không có đánh lan rồi, không có gọi đam dư trừ phía sau, thì vẫn còn một số gọi là dạng skill khác, giống như là skill hấp huyết chẳng hạn, có thêm lực assassin hay là kiểu là những cái skill máu càng cấp đam càng cao. Ôi, cái skill đấy thì cũng gọi là kiểu khá là chiến, nhưng mà cũng có một dạng nữa đó là mất máu để đổi lấy đam các bạn. Nhưng mà cái skill máu càng cấp đam cao thì nó phổ biến quá rồi, nên gọi là mình nghĩ skill đấy cũng không có gọi là thực tế lắm, cũng không có ok lắm bằng với cái skill là đam dư. Nó vẫn ngon hơn là máu càng cấp đam cao nha. Nhưng mà tại vì cái skill nó giống nhau quá các bạn nhá, nên thành ra là tạo chúng ta một cái cảm giác gì đấy mà nó không được mới mẻ cho lắm. Nếu mà nó một cái skill gì đó nó mới, wow, đó có thể là đánh xong chuyển đổi đối thủ, wow, chuyển đổi vị trí, hoặc là đánh lan nhưng mà theo một cái gì đó mới, wow, ta đòi hỏi quá nhiều các bạn ạ, ta hy vọng quá nhiều, trông chờ quá nhiều, thành ra bây giờ skill giống ta cũng không biết nó gì. Ok, thì đó là phân tích về cái cảm nhận cá nhân của mình thôi. Còn đây skill này, trời ơi, bộ hung xanh và bộ hung vàng các bạn. Nhìn vào chúng ta cứ suy nghĩ rằng cái skill gọi là skill bộ hung màu vàng thì chắc là lấy ở trong bộ sưu tập. Yes sir, và còn bộ skill màu xanh thì chắc là lấy trong Divine Pass thay vì Divine Pass bình thường màu tím thì giờ màu xanh. Mình cũng nghĩ như vậy khi mà lần đầu tiên mình nhìn vào, nhưng mà cái thông tin mô tả đây nó lại không như vậy các bạn. Cái bộ skill màu vàng đó lại là skill gọi là Elite Pass các bạn, là Divine Pass, chứ là chúng ta mở cái Elite Pass Pass Sinh ấy, thì người ta sẽ có cái bộ skill này. Và bộ skill này sẽ cộng vào cho skill là Spy Pick, là cái skill thứ hai này các bạn. Đó là sẽ gây đam dư cho đối thủ ở phía sau. Thì ok, vì cái skill ở trong pass là chúng ta đâu có mở pass đâu, thì thật ra là ta đã mong chờ ở cái skill có thể là thu thập ở trong gọi là huy hiệu, chính là skill bộ hung màu xanh này sẽ tăng cho cái gọi là skill đó là dựng khiên gây sát thương và phản sát thương lại đối thủ. Đó là điều mà chúng ta đang gọi là mong chờ đấy các bạn. Nhưng mà khá là khó trong gọi là vấn đề chúng ta muốn thu thập chú rồng này, khi mà phải cần đến 5 chú rồng 5 sao để mà đánh ở trong đó là quá khó các bạn ạ. Chưa kể là phải tham gia sự kiện nhiều nè, rồi chưa kể là phải tận dụng cơ hội thêm may mắn nữa. Mà hiện tại thì với chú rồng sẽ bay thứ 5 mình đang rất là mong lung. Cái kế hoạch trước đó của mình là mình sẽ tham gia để mà tích lũy op, rồi kiểu mà nếu như mình có thể làm bát hay là lấy thêm được game đó, thì mình sẽ rồi suy nghĩ tới việc là sử dụng game để mà mua thêm mảnh để mà có thể là nâng chú rồng nó lên gọi là 5 sao đấy. Nhưng mà well well well, chúng ta đã một thời gian dài người ta không có vào tựa game Roll City để mà duy trì hàng ngày nữa các bạn, tích chỉ cấp vào để mà làm nhiều clan thôi. Vì kỷ lục rương 6 là điều mà vẫn đang cố gắng để mà giữ nha các bạn. Đấy, ok, nên là vẫn có thể là trông chờ vào chú rồng này ở cái skin gọi là ở bộ sưu tập nha. Đấy, thì mình mong rằng nói chung là khi mà chú rồng ra mắt sẽ có một điều đó thú vị để mà chúng ta gọi là săn đón và có một cái cảm hứng để mà tham gia trong suốt cái cuộc hành trình này. Nó khá là dài nha, cũng chưa chắc rằng là mình sẽ tham gia vào trong cuộc hành trình này, nhưng mình sẽ cố gắng, nếu như không phải là để lấy được skin thì mình cũng mong là mình sẽ lấy được chú rồng này và nâng lên level 70 năm sau, để mà có thể là có thêm một người bạn mới
một vị tướng mới ở trong gọi là đội hình chúng ta, phải không các bạn? Ok, và như thường lệ thì chúng ta đến với là thông tin chi tiết sẽ lên trên group Thợ Săn Rossetti Puerto Rico. Và đây là bài viết của bạn Võ Tấn Cường nha. Bạn ấy là bạn nhà báo ở trong group Thợ Săn Rossetti Puerto Rico. Bạn ấy đã rất là tâm huyết mà lên rất là nhiều bài báo rồi. Nên là nếu như có thời gian và có những cái sự kiện hay thì chúng ta cũng review qua về những bài báo của bạn ấy, để gọi là nói chung là một phần ủng hộ cho bạn ấy, phải không các bạn? Đấy, báo lá cải số 65 về chú rồng hai sân bay, chung là với một tên gọi là Crinolilo nha các bạn. Ok, Crinolilo. Và chúng ta sẽ gọi là có hình thì nói chung là mình cũng cảm ơn bạn có gửi hình ở đây giúp cho mình có thể là tải xuống dễ hơn, phải không các bạn? Đấy, thì tên gọi rồi cát là cát 11 nè, Henry Fitzsimmons bằng 500 off nè. Đấy, và hệ là Show Legend qua và ai nè. Với skill thì các bạn có biết rồi, skill đầu tiên là dựng khiên, skill thứ hai là đánh trừ đạm dư trừ cho rồng ở phía sau. Đó, và nhận xét nè, không quá nhiều chi tiết, theo tôi skin xanh đẹp hơn skin vàng. Nhìn tổng thể là khá là ổn, đánh giá 8/10. Đấy, mình thấy là skin màu xanh mang tới một làn gió mới, một làn sóng linh hồn gì đấy, rất là ghê gớm nha các bạn. Nó giống như là, không phải, nó giống như một cái ngọn lửa mà kiểu là lửa màu xanh, lửa ga, không, nó là lửa của kiểu là bông hoa Phật nổ hỏa liên trong gọi là đấu phá thư khung các bạn, kiểu kiểu như vậy á. Yeah, rồi, và nó giống như là có một cái gì đó mà nó rất là ghê gớm cho các bạn. Còn về bên thời kinh màu vàng thì nó đã cô động lại thành gai rồi cảnh thôi, chưa thấy được cái vẻ gọi là huyền hoặc mà gọi như vậy đó các bạn. Rồi, và tiếp theo là về phân tích về skill nè. Đấy, gây đam, tạo khiên, phản đam từ đòn đánh tiếp theo đối thủ, rồi lượng đam dư kích liệu đối thủ sẽ truyền cho một chú rồng ở hàng chờ của đối thủ. Đấy, đánh thường là World này, đánh thường là ai nè. Đấy, skin là hai bộ skin đó, một cái thu thập, một cái trong là Elite Pass. Yes sir. Rồi, và hình như là cũng không có là nhiều cái thông tin mới. Cái thông tin chúng ta là tìm hiểu là về chú rồng này thôi. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Rossetti để xem là với một cái khoảng thời gian mà lâu như vậy mình không vào để mà duy trì gọi là cái hoạt động thường ngày thì chuyện gì đã gọi là nói chung là đã có những gì đã xảy ra nha các bạn. Đầu tiên thì chắc là mình vẫn là lấy rương 6 trong Glass, dù là rương 6 của nhiệm vụ có phải là thẻ nói chung là kiểu được mảnh của những chú rồng FPT không, thì mình vẫn làm là rương 6 là chuỗi liên tục nha các bạn. Đấy, ok, vì đấy sẽ tạo động lực cho chúng ta cứ làm tiếp, cứ giữ rương 6 đến lâu nhất có thể nha các bạn. Đó, rồi, và như vậy thì nhiều ngày không vào, điều đầu tiên nó sẽ là trong đánh Arena chúng ta đã bị suy giảm rồi các bạn ạ. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy thì chúng ta đã bị rớt xuống rank là 9595 và chỉ cần thêm khoảng tầm đâu đó là hơn 1 ngày nữa thôi. Nếu mình không đánh lên nữa là mình sẽ rớt xuống, chắc là rớt xuống 8 mấy luôn á, 8 ngàn mấy luôn các bạn. Trời ơi, ta nói thảm vô cùng các bạn ạ. Cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Và ở đây mình sẽ cho các bạn xem là ở trong event này, đấy, cho các bạn xem luôn đó là đấy, thì chỗ này chúng ta đã xuất hiện là cái shop của gọi là Mastery ở đây thì bát đồ gì là tự nhiên không cũng có điểm ở đây, chắc là đi like rồng gì đó làm nhiệm vụ có nha các bạn. Đấy, thì mình cho các bạn xem ở phần ở bên đây về cái gọi là đánh này thì mình chưa có một yếu hiệu nào luôn trong suốt cái khoảng thời gian mà đã có cái mùa run tới hiện tại, chưa có một cái hiệu nào nha. Đấy là chứng minh cho việc là mình có vào làm nhiệm vụ nhưng mình không có tham gia hoạt động hàng ngày. Rồi, còn trong đây thì chắc đây rương cuối rồi, rương này thì không phải là rương xịn nhưng mà cứ mở ra đi. Yes sir, sao lại what? Vậy là lấy thêm 10 cái đó được, không biết là đó. Ráng kia thêm 2 cái là mở được cái rương này nè. Wow, quéo quéo quéo. Thì đấy là về phần rương này. Còn những cái hoạt động khác, bát thì chắc không sao vì bát bình thường chúng ta không làm gì thì cũng gọi là kiểu là không có tập trung vào làm bát mà cần tham gia bình thường á, thì bát cũng gọi là có thể là full ok rồi đó. Lấy nè, có hiểu không? Có thì lấy luôn đi.
Đấy, thêm 9 huy hiệu nữa nè. Mình mở ra luôn game và off các kiểu. Giờ mình vào đây sẽ mở cái rương đó ra nha. Rồi bây giờ mỗi lần vào phải qua bên cái này nữa các bạn. Bấm sang bên đây mới tối. Ôi, là được mở thêm cái rương rồi nè. Ra 10 đó đi, ra 10 phát nữa đi. Ui giời ơi, bơ rồi là like các bạn nha. Và tiếp tục ở đây sẽ có một cái rương và đó sẽ là rương gì đấy? 25 mảnh của chú rồng 2g mà. Yes sir. Nói chung là cũng được các bạn. Lấy mảnh đó biết đâu sau này lấy đổi. Rồi, đấy thì đấy như các bạn thấy trong arena như vậy, trong quest thì cũng không khác khẩm hơn gì. Quest là đấy luôn. Quest đợt đó có là rồng lửa cái kiểu gì mà mình giờ cũng nghĩ ố cái gì đây? Oh wow, well well well, cái gì đây? Sao lại để hình của chú rồng à? Chú rồng này. Chú rồng này sao mà nhìn là lạ thế nhờ, cái chú rồng giống chú rồng Helric vậy. Nhưng chú rồng chưa ra mà. Ôi, hay là chú rồng này là chú rồng bộ hung này. Quá, đánh thử đi. Ghê vậy. Nhìn ghê đấy. Quá ghê gớm các bạn ạ. Đó, và chúng ta cũng tiến đến vấn đề tiếp theo là chú rồng cua thép gai bữa giờ vẫn là ở rank đấy các bạn. Vẫn chưa lên rank chưa, nếu mà bữa giờ mình mà vào đánh full quest rồi vào tham gia thì chắc cua thép gai chúng ta cũng phải lên trên rank full rồi. Giờ chưa full luôn. Trời ơi. Rồi, một khoảng thời gian dài qua trở lại có quá nhiều. Ôi cái gì vậy? Wow, well, quest này chúng ta là không hồi luôn á. Kinh vậy. Căng thẳng quá vậy. Ôi, chắc là phải yêu cầu mình đánh thêm chút rồng gì chứ. Sao lại có một cái quest mà có 10 ải mà nó ngon như vậy được? Không thể nào. Với kinh nghiệm gọi là rất lâu tham gia mà không lẽ mình mới không có chuyên tâm có một khoảng thời gian mà thành tối cổ rồi. Chú rồng Helric, what? Cái gì vậy? Sao chú rồng Helric là ở đây? Ủa gì? Demo à? Cái này là ra mắt demo chú rồng đấy, chú rồng Helric nè các bạn. Well, demo đây rồi. Ôi, thử cho chú rồng này xem cái gọi là đánh của chú rồng này như thế nào nhé. Slow motion các kiểu đi. Đó. Rồi, xem chú rồng kia sẽ phản kháng như thế nào nha các bạn. Vô đi, đánh đi anh ơi. Rồi, làm gì đây? Anh làm gì đấy? Đánh đi, trời, nhìn gì lâu quá vậy? Rồi, hãy dựng khiên rồi. Trời ơi, xoáy. Ui, xìa các bạn ấy, chơi đòn xìa. Rồi, xìa hai phát luôn. Được, xìa đi. Bạn giỏi lắm, bạn hay lắm. Đây là cái khiên nha. Mình đánh vào là mình ôm hận đấy các bạn. Rồi, mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, quay. Wow, mình bị phản tới là 138k. Là cái kiên này chưa có sự kinh nó cũng gọi là phản lại khoảng tầm 90 tới 100 rồi. Chắc là 90 lắm. Chứ 100 này cái gì. Nhưng mà mình nghi là 100 lắm á. Wow, 90 thì nó sẽ hơi đuối. Nhưng mà cái skill mình cũng không xác định được. Vì cái đam này là đam giật mà lúc nó cao lúc nó thấp thì mình cũng không biết. Nhưng mình có cảm giác là nói chung là cũng 90 tới 100. Không có lo cái vấn đề cái kiên nó bị phích lại lúc không có sợ kinh hay không. Sợ lắm các bạn ạ. Nhiều khi là kiểu vậy á. Ok. Rồi, chắc giờ phải bắt có. Ui, không bắt luôn. Wow, quest này là quest free à. Yes sir, quest free các bạn ạ. Phải có một cái quest free ở đây. Đó lại chú rồng này nè. Rồi, quest free cho chú rồng ta tự đánh đi. Đó, cành cái khiên ta không có dựng vào cái phút cuối. Chú rồng kia đánh xong rồi bay màu thì ta không vẫn ăn được 3 điểm nha. Yeah, 3 trận rồi. À, vậy là quest này là quest demo cho gọi là chú rồng sẽ bay ra mắt cho nên là cho free luôn. Quá ghê gớm. Mà vẫn chưa ghê đâu các bạn. Muốn ghê thì quest phải x3 cơ. X3 thì mới gọi là ghê được các bạn. Đó. Thì cho chú rồng đi vào 10 trận phải không? 10 trận thì mỗi trận đây bây giờ tới chú rồng cua thép gai rồi này. Mỗi trận chúng ta ăn được 3 điểm. Đây lại chú rồng này thì chúng ta sẽ có là 30 điểm. Ui. Rồi có thêm bình các kiểu luôn. Trời ơi, đánh nhảy luôn á. Wow. Công nhận lâu không vào đúng là muốn tối cổ luôn các bạn ạ. Đấy thì kiểu là chúng ta chỉ một khoảng thời gian không làm video thôi mà
cứ ngỡ như là rất là lâu rồi các bạn ạ. Đấy thì ngày hôm nay cũng là một ngày đầu tháng cho nên là ta sẽ vào lại để mà cập nhật lại các thông tin để cho đỡ trở thành tối cũ các bạn. Và cũng như là xem trước những cái sự kiện rồi xem những cái quá trình của ta. Thì có thể là mình vẫn sẽ khởi động lại cái kế hoạch đó là cày chú rồng là spy, cố gắng cho rồng đó ít nhất là sở hữu được nè. Đó, rồi nâng lên 5 sao, 70, gắn tiết kiệm gọi là những cái lượng góp theo rít của chúng ta. Và phải khởi động nhiều nick để mà có thể là có được lượng mảnh bù vàng. Sau đấy thì sẽ đánh, nói chung là sau đấy tiếp theo á sẽ gọi là thu phục hai chú rồng là sở bãi thứ nhất và sở bãi thứ hai. Làm sau đấy cũng sẽ, ôi cái gì ấy, what? Ôi, quay trời, hóa trao đừng để cho tự đánh rồi kêu hóa trao các bạn. Làm sau đấy để mà chúng ta có thể là thu phục được sở bãi thứ nhất và sở bãi thứ hai cũng là 5 sao lượng 70. Còn về chú rồng sở bãi thứ 5 thì nếu như được mình sẽ sử dụng game để mua chú rồng đấy, nhưng mà mình sẽ gọi là thử kiếm vài cái tab xem là có làm được không để mà kiếm thêm game đấy các bạn. Và đấy thì có thể cái kế hoạch đó sẽ là một trong những kế hoạch lớn mà kiểu là ấn tượng của chúng ta trong cái khoảng thời gian gọi là về cuối rồi các bạn nhé. Tại vì khoảng thời gian chúng ta làm về tựa game Roll City nó cũng sẽ không có chiếm phần lớn nữa, nên là cũng để nhường sân chơi lại cho những làn gió mới kiểu như vậy á. Nhưng mà mình cũng không quên mình là một người hướng dẫn ở trong tựa game Roll City, và cũng nhờ tựa game Roll City mình được kết nối với các bạn những người chơi Roll City rất tuyệt vời. Yes sir, nó giống như chó kịch bản mà các bạn. Hay là không đâu, dù nào vì kịch bản đã có sẵn khi mà gọi là chúng ta đã bắt đầu với nhau rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì giờ thì chúng ta sẽ gọi là đánh tới màn trục cuối luôn, vì mình cũng không muốn bỏ qua cơ hội là điểm như này đâu. Cuối cùng, màn cuối cùng. Ôi cái gì vậy? Wow, spy lên 70, spy lên 70, spy lên 70. Yes sir, quá tuyệt vời. Trận đấu này mình sẽ nghiêm túc với đội hình bên kia luôn. Bên kia nghiêm túc, mình cũng nghiêm túc. Nghiêm túc mình sẽ cho chú rồng ngựa ra. Rồi, hai chú rồng ngựa với lại cua đây các bạn, sự lựa chọn của chúng ta mà. Một chú rồng nữa mình thì hiện tại chỉ có hai chú rồng sợ bay thôi. Nên chắc là mình sẽ chọn thiên sứ ha. Thì thiên sứ sau này chắc sẽ là người bạn đồng hành cùng với lại chú rồng nha. Hai sợ bay. Mình sẽ thêm thử là một mình chú rồng cua chúng ta cân ba được không nha các bạn. Yo, dẫn khiên phát nè. Rồi làm gì đó làm gì. Ê giời ơi. Ôi. Quay quéo quéo quèo không được rồi. Dựng cái khiên này lên là chiến lắm. Mà nghĩ rằng mình sẽ đánh và dựng cái khiên đến vòng đó, nhưng mà khả năng là không nên làm như vậy các bạn. Vì chúng ta đánh vào vòng đó chúng ta bị gọi là phản sát thương trước đó rồi mới dựng khiên á. Nên thay cái chuyện đó đâu. Khoan, mình sẽ test thử cái sự phản sát thương của bên kia là như thế nào. Trời, cái một phát là bay màu luôn, thiên sứ luôn á. Khả năng cao là như vậy các bạn, thử xem nha. Yo, yes sir. Quay 404 luôn, bay màu thiệt sự các bạn. Wow, đánh lan. Rồi, tiêu diệt nè. Ok, đến lượt chú rồng này. Lúc này thì không dựng khiên rồi gì các kiểu đi. Vẫn đấy, chắc mình sẽ có một cái sự support đến từ ngựa thép gai. Ý khoát mình dựng cái skill này là xong rồi. Mất một điểm rồi. Mình phản sát thương 100. Ôi. Ghê đấy, 251 ca máu đấy. Xin chào, mình là Chao đây. Ôi, các bạn thấy gì không? Ôi, chưa có skin, chưa có rank, đánh được 140 mấy ca luôn. Ngon. Ôi, skill đó là skill xác định là chúng ta không có skin rồi. Nhưng mà đam cao rồi, nếu mà full rank nữa là chắc cũng lên được tầm 105 mấy hay là 6 mấy luôn á. Không cần skin luôn, ngon, vừa có skin. Cái nào được ít 2 sát thương nhỉ? Quay được đấy. Oh, yes sir. Cứ tưởng là đam chỉ dừng lại ở mức là 100% hay là 120 là cùng chứ. Ai ngờ đam ngon đấy. Được. Hay đấy. Ok, thì đó là như vậy đấy các bạn ạ.
Rồi, bây giờ thì quét này quét gì đây? Quét này là quét đó, chu rồng cuộc đua cấp M đi. Cuộc đó chắc là quá lâu rồi. Được đánh free mấy trận đầu á, nghĩ là như vậy. Thì thôi ta đánh luôn, biết đâu ta lên rank sao. Nãy lấy được khoảng tầm 29 điểm. Mất điểm của điểm được là 28 điểm. Tầm đó các bạn ạ. Và đây thì lên rank nào. Rồi đứng lâu vậy lên rank không lên rank luôn. Rồi. Ôi, quest này là đánh quest Kama được x3 nè. Ở khi nào mình bỏ qua cái quest Kama để mà đánh chú rồng à, chắc chưa đâu. Chú rồng gọi là trong đây á, thì sẽ không có quest của chú rồng, đó là chú rồng hai ambition Kama, cho nên là chú rồng ambition Kama chứ. Cho nên là không có lo về quest đó, vì có đâu mà lo các bạn. Còn một quest mà ta nên lo đó là quest của chú rồng đai anh hùng nha các bạn. Vì cái đấy thì có và mình có là 70, cố gắng đánh lên chứ. Còn đối với chú rồng này thì mình chỉ có ở level 40 thôi, nên sẽ đánh được một phần nào đó thôi. Và dù sao là quét 3 khá là ngon, đánh một trận và bằng 3 trận rồi. Ây giời, quá đã. Ok, xem đánh được tới đâu nha. Rồi, chưa lên rank luôn, quá dữ. Chắc là lên đây yêu cầu cao á, chắc sao á. À, yêu cầu 15, ôi mình cũng có luôn là Kama, mình có hai chú rồng Kama này level lúc rồi. Rồi skip game luôn đi. Trời ơi, có 4 game. Ôi, mình không để chú rồng kia vô rồi. Ôi rồi sao? Ôi kệ đi, vậy cho rồng này cân luôn chứ. Không lại mất 4 game nữa. Ôi 9 điểm của tôi. Này là quá nhanh quá nguy hiểm các bạn. Nó sự vội vàng làm gì, trời ơi. Rồi thì quay cưng ba luôn nè, ghê đấy. Hình như mình đó lên rank luôn nè, người ta đánh một phát lên rank rồi. Ba game what gì ghê vậy, sao mà nãy mới gọi là mới đòi có hai game mà giờ đòi ba game rồi. Ôi giờ thì mình cố gắng mình lên nốt cái rank cho chú rồng của thép gai rồi mình đi ra arena nha các bạn. Chứ nãy giờ đánh quá trời quá đất rồi mà chưa lên nổi rank cho em đó thì thiệt cũng buồn các bạn ạ. Skip 4 game rồi ấy, bình thường có thời gian cần gì skip 4 game, đợi xíu vào là xong mà. Từ đây thì rồi vô đi lên rank nào. Bây giờ đánh nhiều vậy chưa lên rank nữa, chưa luôn. Quéo quá ghê gớm. Này quét quá trời luôn. 3 game không? Xem 3 game để xem đánh được tới ải nào nha các bạn. Đánh yêu cầu level 15 này. 15, 3 ải đầu level 15. Không có đâu. Cái đây là chắc chỉ đến thế thôi các bạn ạ. Rồi, giờ thì xem thử ta nhảy lên bao nhiêu nha. Nào, quéo lên nè. Yeah. Và đấy, ta sẽ đánh chu rồng này. Xong thêm 9 điểm nữa. Ôi âm thanh này chưa lên rank luôn. Wow, chắc là lên rank không dễ các bạn. Rồi giờ 20. Cái này mới có 20 đó. Chắc là đánh được tới cái chỗ gọi là 30 á, nghĩ như vậy. Chắc là như vậy á. 4 game vẫn là một tiếng mà đòi của mình từ 2 game lên 4 game. Ok, mình chơi các bạn luôn. Bây giờ mình chơi luôn ạ. À, lâu rồi mình vào, nói chung mình cũng không keo kiệt được các bạn nhà, mình cũng muốn biết lắm. Rồi giờ mình không cho mình biết thì mình cũng tò mò, nhiều khi mình để đó mình quên mình đóng vào đánh không, xong là xuống sông xuống biển ngay. Thế thôi giờ lỡ rồi, cái gì là lỡ rồi, nếu là chúng mình đã lỡ skip game rồi thì thôi để xem cái câu trả lời phía sau đó là gì luôn. Đó, tối ngủ ngon không các bạn. Rồi lên rank rồi, yes sir. Còn lại rank cuối cùng thôi. 5 nè, 30, rồi đúng luôn. 30 này 40 rồi, ok, vậy được rồi đó. Xong cái thắc mắc của chúng ta là vậy là ok đó. Còn sự kiện thì giờ mới thấy mặt sự kiện luôn. Sự kiện thì sự kiện gì? Halloween. Yes sir, Halloween. Nhưng mà kiểu không biết là thu con hay là đi như thế nào. Con gì? Con đỏ. Con đỏ luôn. Giờ mới vào ôi cái rương gì mà xanh xanh mình ghê vậy.
là đi lấy nấm các bạn ạ. À, phải rương mà rồng. Đây, lấy nấm này nè. Event mở ra đá hoặc là linh hồn màu xanh đó. Có lẽ nào chính là nó. Thì ra là như vậy các bạn, thì ra là do chủ đề Halloween đó, đó nên là có gọi là tạo hình rồi lửa màu xanh hay là gì là như vậy á. Rồi coi trong thông tin thì lúc đó có một cái sự kiện mới mình có review qua rồi, đó là sự kiện giảm lượng game khi mà tháo những cái bơ ra có giá là 10 game cho gọi là những cái viên bơ, chung kiểu là một viên bơ cho dù là loại basic hay là loại advanced pro thì đều 10 game cả. Đó là cho những bạn có nhu cầu nha. Commission, à có cái quest đó để khè trước các bạn, kiểu là đấy, thấy rồng ngon không, thấy rồng mạnh không, đó bạn đi đầu tư nhá, ráng sở hữu nhá, kiểu giống như vậy á. Chú rồng quay chú rồng này có cái gọi là cái hiệu ứng ở dưới chân ghê, cái vòng dưới chân ghê quá nhỉ. Wow, nói chung là mỗi dòng khác nhau chúng ta có những hiệu ứng khác nhau á. Hiệu ứng dưới chân của chú rồng Kama nè. Đấy, hiệu ứng của chú rồng thép gai thì vòng thép gai như vậy, không có lung linh lắm nhưng mà đầy uy lực. Còn bên đây lung linh nhưng mà này không phải lung linh nhưng mà kiểu là tinh xảo, nhưng mà chưa chắc đã bằng đâu. Hoàn thành quest này có 15, được free 15 game nữa nè. Ôi giời ơi. Rồi, và chú rồng gọi là Kama là như vậy. Trong đây, trong đây like rồng rồi, trong kia like rồng thì mình vẫn like con thích cũ mà do trước đó đang làm nhiệm vụ á, cứ để vậy đi, nào tới nhiệm vụ ta tính tiếp nha các bạn. Đấy rồi, lấy game nè, một tháp nè, một tháp xong vào đánh ở trong arena nha. Rồi thì sau bao nhiêu lâu rồi giờ quay trở lại arena nè, như là được cầm chú rồng cua mà không bị cấm, không bị cấm. Ok, em ta sẽ cầm vừa cua vừa ngựa đi chung đi. Rồi đây quay bộ ba, có thể nào là bộ ba mạnh nhất trong là Mythic Legend và Heroic hiện tại của mình không? Thì có khả năng lắm nha. Thì Legend xác thực là mạnh nhất, tại vì mình có skin mạnh hơn so với lại chú rồng chúa hề hay là những chú rồng Orcana khác, là điều mà chúng ta đã gọi là có thể thấy rồi. Đấy, còn về cấp M thì vẫn có một vài chú rồng cấp M khác cũng khá là mạnh. Mình chưa thể nói là chú rồng cua thép gai là mạnh nhất trong những chú rồng cấp M của mình hiện tại được, nhưng mà cũng có thể nằm trong top là như vậy á. Biết đâu được đó các bạn. Ây da, tiễn đưa chú rồng này thì sao, chúng ta có skin rồi. Cái gì đấy, thấy rồi nha, làm cái gì nha. Sao mình không thử combo giữa hai chú rồng này nhỉ? Thì combo dựng khiên gai rồi xài skill cái kiểu như vậy. À đúng rồi, mình còn chưa gắn cho gọi là chú rồng cua được bơ nữa. Bơ thì mình tính là gắn trong series. Thì thôi mình sẽ gọi là tranh thủ kiểu là có một video đó ở bên nick bên kênh quân Torigo Dragon để mà gắn bơ cho chú rồng đó nha. Đấy, ở đây chúng ta gọi là xem như là thông tin rồi, chúng ta gọi là xem lại cái tổng hợp về cái khoảng thời gian mà lâu ngày không vào thì nó sẽ như thế nào. Oh wow, quẹo các bạn nào đây. Rồi chúng ta gọi là khi nào mình để cho đánh mặc định đúng không nhỉ? Mình cảm giác là đánh cái tốc độ nhanh nó khá là lag, cho nên là mình sẽ giảm xuống cái S3 cho nó mượt nha. Nó sẽ mượt mà, nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cái gì có cái giá của nó phải không các bạn? Get go, lấm lúa. Chú rồng sinh vua vampire thiệt sự không phải đối thủ. Yes sir, và đó là những gì mà chúng ta đang làm. Bởi vì chú rồng sơ bay thứ 5 thực chất là skill hồi lâu quá, skill thứ 3 nên là phần là như vậy. Rồi ơi, ấy xin chào ấy kìa anh bạn. Ôi giời ơi, và dòng sơ bay của chúng ta thì được một cái khá là ngon, đó là có lượng speed cao hơn Coptic chứ. Coptic Legend, Coptic Scale chúng ta sao mà so speed với mình được. Nè, đó, cho cái khiên lên nè.
Ôi, nhẹ nhàng tình cảm chưa? Em phát nữa nè, có cái bơ sắc phạt là du rồng này ra đi rồi đó. Thôi, cho quốc tạm một phát đi. Rồi sao nữa? Hãy vào đây tiếp nào. Hai Beauty Vampire. Wow, Vĩnh Lan thôi, không gì lo lắng đâu. Hệ này á. Rồi, hệ này thì tiếp tục cho chú rồng này vào. Đó, dựng khiên lên. Sau đó, ui giời, quá đơn giản để mà đập vị các bạn ạ. Và skill này tới 219k lần, không thoát được. Trốn sao được, ôi trốn được các bạn ạ. Trốn được. Này là do cái lưỡi liềm của mình đặt vào 6% thôi. Bên đây chắc là mình đặt vào 9% rồi không? 6%, bên đây 12% lực. Quá dư. Rồi, và solo cuối thì để cua thép gai làm hết. Trời ơi, sợ kinh phản sát thương mà. Nhưng mà không có gọi là Devin Reaper đánh cũng khá là bất tiện các bạn. Trời ơi, thêm điểm thôi kìa. Ừ, lấy điểm đó đi để lát ra những rương đó luôn á. Ồ, gặp bạn kinh các bạn á. Bạn này thì kinh rồi. Thấy đội hình khá là mạnh. Nếu mà được sử dụng skin thì chưa chắc mình ở thủ. Nhưng mà đây thì cũng gọi là cũng chỉ có như thế thôi. Đấy, vô nè. Bây giờ mình chơi đi ạ. 40k. Mình chơi đi ạ. Đấy, rồi tiếp tục. Để qua bên chu rồng bên đây là cua thép gai. Không ai phải ngã xuống. Đó là những gì chúng ta đã làm. Phải không? Rồi, còn chu rồng cuối cùng á. Cua thép gai á. Thôi, mình cho chu rồng này đi. Cua thép gai thì chưa chắc gì đòn đấy đã bay một rồi. Bụt đam rồi chắc được á. Nhưng mà ở khoát, xài nhầm skill không? 359k đam. Quá dữ dằn. Ra là run này được boost nên là cái sức mạnh nó vượt xa cái tầm kiểm soát là như vậy. Bây giờ gặp lại chú rồng Clutch God từ một thợ gánh tem nào đó. Giờ chúng ta quay trở lại gặp cua thép gai và ôi cua thép gai người ta quá là ao nhay đi. Nhưng mà vẫn còn một đòn kết liễu. Rồi gặp chú rồng này cũng được. Ây da, 153. Ây da, hai phát đánh liên tục nha. Nhớ nha, ui chú này speed cao đấy. 996. Mình speed của mình đang là 993 nên chưa lên full run nữa. 994 thôi. Cái mình lên full run chắc là cũng 996 á. Rồi, thế thì chú rồng đó phải đánh hai phát thôi. Nhưng mà thì đã sao? Có người thép gai đây thì đã sao? Trời ơi, bay màu luôn á. Mình còn thêm một lượt nữa. Ôi bạn ơi, xin lỗi. Nếu mình đánh không có vừa ý với các bạn thì cho mình các bạn cho mình xin lỗi. Kiểu giống vậy không? Rồi, và cuối cùng trận đấu cuối cùng chúng ta gọi là lâu quá rồi không đánh. Sẽ là trận đấu gì đây? Trận đấu khác đi. Sẽ là trận đấu gì đây? Wow. Công nhận xuống cái ranh này rồi mà thấy có nhiều bạn để đội hình ghê thiệt chứ, đúng không? Ranh gì chứ, hệ Legend bây giờ mình là cũng rất là ghê gớm luôn á. Sau này mà có thêm mấy chú rồng Spy nữa, chú rồng nào cũng có Legend. Trong team nó gọi là hệ Legend nên là hệ bá chủ của chúng ta luôn các bạn. Là mạnh hơn cả hệ Skion luôn. Đây là một thời đó. Thời để nhớ các bạn ạ. Và rồi, tiếp tục là chú rồng này. Hai Happy Plasma. Cái sức mạnh của chú rồng này thì khoan đã. Hãy dừng tay, xin ngài. Đây lỡ đường đó mà, có làm gì đâu. Được lắm. Rồi, chú rồng cuối cùng phải gọi là bay màu thôi. Phải chọn là nơi để mà an nghỉ thôi. Và đây đã là pha tấn công cuối cùng. Yes sir, đó sẽ là pha tấn công cuối cùng. Yes sir, và đó là 308 nha. Sát phạt. Đó, và như vậy là chúng ta đã gọi là đi qua video ngày hôm nay. Thì các bạn có gọi là ý kiến gì thì hãy để lại ở dưới phần comment nha. Video của chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.